Campuchia đã trải qua một giai đoạn kinh hoàng dưới chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo từ năm 1975 đến năm 1979. Trong thời kỳ đen tối này, khoảng 1,7 đến 2 triệu người Campuchia đã mất mạng do hành quyết, lao động cưỡng bức, đói kém và bệnh tật. Những nỗi đau này không chỉ khắc sâu vào thân thể mà còn để lại dấu ấn khắc cốt ghi tâm trong tâm hồn của nhiều thế hệ, biến đất nước thành một bi kịch không thể nào quên. Sau khi chính quyền Khmer Đỏ bị lật đổ, Campuchia phải đối mặt với sự cấm vận quốc tế, nền kinh tế suy sụp và người dân lâm vào cảnh đói khổ. Trước tình cảnh tuyệt vọng ấy, Campuchia buộc phải tìm đến sự trợ giúp từ nước ngoài. Dù vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc và đang phải gánh chịu nhiều khó khăn do bị Mỹ cấm vận, Việt Nam vẫn giang tay giúp đỡ Campuchia với tinh thần lá lành đùm lá rách như anh em một nhà. Nhưng lúc đó, một gã khổng lồ phương Bắc đã bắt đầu nhòm ngó đất nước của di sản Angkor, chính là Trung Quốc. Ngay khi Khmer Đỏ sụp đổ, Bắc Kinh không ngần ngại tiến vào với chiêu bài viện trợ giúp đỡ. Kỳ thực, ẩn sâu những lời hứa hẹn đầy hoa mỹ là những âm mưu với địa chính trị sâu xa, với mục tiêu chi phối và kiểm soát Campuchia và cả thế giới. Đầu tư khủng vào Campuchia. Bị cấm vận, Campuchia không còn cách nào khác là phải ngả vào vòng tay êm ái đầy gai của Trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh cũng tìm mọi cách loại bỏ sự ảnh hưởng của Việt Nam tại nơi đây. Việt Nam đang bị quay lưng mạnh mẽ khi có anh chàng Trung Quốc xuất hiện. Không chỉ là đối tác thương mại hàng đầu, Trung Quốc còn là chủ nợ và là nhà đầu tư mạnh tay vào Campuchia, đặc biệt trong suốt thời kỳ tại vị của Thủ tướng Hun Sen. Bắc Kinh đã chi hàng tỷ đô la đầu tư vào các công trình trọng yếu trên khắp quốc gia Đông Nam Á này, từ sân bay tới tuyến đường bộ hay cầu cảng quan trọng. Mối quan hệ này cũng ngày càng bền chặt hơn trước sự cô lập ngày càng tăng từ phương Tây, vốn đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt với các tiêu chuẩn hàng hóa cũng như vấn đề nhân quyền. Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước là việc Campuchia tham gia tích cực vào sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc. Đáng chú ý, Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu về vốn FDI đăng ký nhiều nhất vào năm 2021 với tỷ lệ 48,2% trong toàn bộ dòng vốn FDI vào Campuchia. Năm 2021, bất chấp tình hình kinh tế ảm đạm do đại dịch COVID-19, Campuchia đã thu hút khoản đầu tư tài sản cố định trị giá 2,32 tỷ đô la từ Trung Quốc, chiếm 53% tỷ trọng đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á, tăng 67% so với 1,39 tỷ đô la trong năm 2020. Theo một báo cáo từ Hội đồng Phát triển Campuchia CDC, hàng loạt công trình trọng điểm được Trung Quốc rót vốn như sân bay quốc tế Angkor, sân bay quốc tế Phnom Penh, đặc khu kinh tế Sihanoukville, đường cao tốc Phnom Penh Sihanoukville, đường cao tốc Phnom Penh Ba Vét, sân vận động quốc gia Marodok Techo. Những công trình này không chỉ thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ của chính quyền Trung Quốc mà còn là minh chứng cho chiến lược dài hơi của Bắc Kinh trong việc xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng sâu rộng tại khu vực. Chiến lược của Bắc Kinh là rõ ràng, dùng tiền bạc và đầu tư để thâu tóm, kiểm soát và biến Campuchia thành một quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào mình. Mỗi bước đi đều tính toán kỹ lưỡng nhằm đạt được mục tiêu tối thượng, xây dựng một trật tự mới, nơi mà Trung Quốc là trung tâm quyền lực. Việt Nam, trong bối cảnh đó, vẫn phải tiếp tục đấu tranh để bảo vệ lợi ích và vị thế của mình, không chỉ đối mặt với những thách thức từ Trung Quốc mà còn phải giữ vững lòng tin và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Chỉ có sự kiên cường, khéo léo và tầm nhìn xa mới giúp Việt Nam đứng vững trước những áp lực và cạm bẫy trong cuộc chơi quyền lực này. Ở đây, chúng tôi chỉ nói về một trong những công trình này để cho quý vị có cái nhìn chung về bài toán đầu tư của Trung Quốc. Thấm đòn từ đặc khu kinh tế Sihanoukville. Sihanoukville tọa lạc bên bờ vịnh Thái Lan, với nước biển trong xanh tuyệt đẹp và những hòn đảo nhiệt đới hoang sơ, cảnh sắc mê đắm lòng người. Đây là một nơi lý tưởng để phát triển du lịch. Nhận thấy tiềm năng khổng lồ của thành phố này, người Trung Quốc đã đổ vốn đầu tư ồ ạt vào đây. Hàng loạt tòa nhà cao tầng mọc lên, phục vụ chủ yếu khách du lịch và các sòng bạc, thu hút những người đam mê thú đỏ đen. Các casino trở thành nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho Campuchia. Sự đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc không chỉ tạo ra nhiều việc làm mà còn thu hút người dân từ khắp nơi trên đất nước đổ về Sihanoukville với những hứa hẹn về lương cao, thu nhập tốt. Giá bất động sản ở đây cũng tăng phi mã, trở thành tâm điểm hấp dẫn các nhà đầu tư. Trước đợt bùng nổ đầu tư, nhà cho thuê ở Sihanoukville chỉ có giá vài trăm đô la một tháng, nhưng sau đó đã tăng vọt lên 4.000 đến 5.000 đô la, làm cho giới đầu tư không thể ngồi yên. Đặc khu kinh tế Sihanoukville SSEZ tại tỉnh Pri Sihanouk, Campuchia
là một dự án quan trọng trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế của Campuchia và đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thành lập năm 2008, SSEZ là đặc khu lớn nhất của Campuchia về quy mô và sức chứa, với 113 hecta, 100 công ty thuê và lực lượng lao động lên tới 16.000 người. Đặc khu này do hai công ty của Campuchia và Trung Quốc đồng quản lý. Cách 12 km từ cảng Sihanouk Vinh, còn gọi là cảng Tây Westport, SSEZ nằm ở tỉnh Pri Sihanouk, trên bờ biển phía tây nam của Campuchia. Đây là cảng biển lớn nhất của Campuchia và là thành phố lớn thứ hai sau thủ đô Phnom Penh. SSEZ hiện là đặc khu kinh tế duy nhất ở Campuchia. Địa vị của Sihanouk Vinh được ví như thẩm quyến của Trung Quốc. Kể từ năm 2015, hàng loạt công ty Trung Quốc đã đổ xô tới Sihanouk Vinh để đầu tư vào bất động sản và kinh doanh sòng bạc. Người Trung Quốc xây dựng biệt thự, tòa cao ốc chung cư, sòng bạc, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí, đường xá, cơ sở hậu cần và thậm chí mở rộng cảng biển trong khu vực. SSEZ là một khu kinh tế đặc biệt do Trung Quốc và Campuchia cùng quản lý. Trong số hơn 100 doanh nghiệp ở đặc khu, các công ty Trung Quốc chiếm 90% với hơn 1 tỷ đô la đầu tư vào đặc khu kinh tế Campuchia mỗi năm. Tính đến tháng 6 năm 2017, có tới 94 công ty Trung Quốc thuê đất kinh doanh, 12 công ty từ Mỹ, Cộng hòa Iceland, Vương quốc Anh, Hàn Quốc và các quốc gia khác và 3 công ty từ nước chủ nhà Campuchia. Mục tiêu của SSEZ là có 300 công ty hoạt động trong khu kinh tế, cung cấp việc làm và chỗ ở, sinh hoạt cho 80.000 đến 100.000 công nhân. Sự thâm nhập sâu rộng của Trung Quốc vào Sihanouk Vinh không chỉ là chiến lược kinh tế mà còn là nỗ lực củng cố quyền lực và ảnh hưởng tại Campuchia. Bắc Kinh đang xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng sâu rộng, biến Campuchia thành một quân cờ quan trọng trong trò chơi địa chính trị khu vực. Nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ sau hai sự kiện. Chính phủ Campuchia ban hành lệnh cấm đánh bạc trực tuyến và đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2019 đến 2022. Những tác động sau lệnh cấm đã mang lại một bài học đắt giá cho Campuchia. Phụ thuộc quá nhiều vào tiền của Trung Quốc là một canh bạc nguy hiểm. Chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Hun Sen ra quyết định, hàng ngàn lao động Trung Quốc đã rời bỏ Sihanouk Vinh, để lại sau lưng những dự án hạ tầng dang dở. Các nhà phát triển bất động sản Campuchia mắc kẹt trong nợ nần và hàng loạt doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Không có con số chính thức về số lao động Trung Quốc rời đi, nhưng truyền thông Campuchia ước tính con số này là hơn 100.000 người. Gần 800 nhà hàng của người Trung Quốc ở Sihanouk Vinh đã đóng cửa. Doanh thu trung bình hàng ngày của các cửa hàng Trung Quốc giảm từ 1.500 đô la xuống còn 200 đô la. Giá bất động sản tại Sihanouk Vinh sụt giảm nghiêm trọng, khiến nhiều công nhân xây dựng địa phương đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Thành phố Sihanouk Vinh giờ đây đầy rẫy những dự án dở dang hoặc bỏ hoang, làm xấu đi hình ảnh của đất nước và lãng phí tài sản quốc gia. Nhiều người dân địa phương đã vay những khoản tiền lớn để đầu tư xây nhà trọ, khách sạn hoặc mở doanh nghiệp phục vụ lao động Trung Quốc, nay lâm vào cảnh nợ nần. Một nhân viên xã hội ở Sihanouk Vinh cho biết anh đã vay tiền để mua căn nhà thứ hai và 5 xe hơi sang trọng để cho người Trung Quốc thuê. Sau lệnh cấm đánh bạc trực tuyến, không ai trả lại xe cho anh. Cuối cùng, anh tìm thấy một chiếc xe bị bỏ lại ở sân bay và 4 chiếc khác trong các sòng bạc. Anh phải bán những chiếc xe này với giá giảm 50% và bán cả nhà của gia đình để trả nợ. Liang Sonfana, một giáo viên, đã vay 50% trong số tiền đầu tư 600.000 đô la để xây dựng một khu căn hộ 20 phòng. Một quản lý sòng bạc Trung Quốc đã thuê với giá 18.500 đô la mỗi tháng. Nhưng khi lệnh cấm đánh bạc có hiệu lực, người này bỏ về nước. Không tìm được khách thuê mới, Fana phải mở lớp dạy thêm tại khu vực căn hộ để kiếm tiền trả nợ. Anh cho biết nhiều người đang khóc lóc vì vay tiền ngân hàng để đầu tư phục vụ nhu cầu lao động Trung Quốc và dự báo nhiều nhà đầu tư địa phương sẽ phải bán tháo tài sản để trả nợ. Khi COVID-19 bùng phát, nhà đầu tư Trung Quốc trở về nước và không quay lại Campuchia. Theo chính quyền địa phương, thành phố này hiện có khoảng 360 tòa nhà xây dựng dở dang và khoảng 170 tòa nhà đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang. Đại dịch COVID-19 đã làm chậm đà phát triển của thành phố và Campuchia nói chung. Năm ngoái, Campuchia chỉ thu hút được khoảng 550.000 lượt khách du lịch Trung Quốc, giảm 77% so với năm 2019. Chỉ chưa đến 16.000 du khách đến sân bay Sihanouk Vinh, giảm 98% so với năm 2019. Dòng vốn đầu tư trở lại Sihanouk Vinh chậm chạp sau đại dịch. Do chính phủ Campuchia kiểm soát sòng bạc và bất động sản Trung Quốc sụt giảm, chính phủ ước tính cần khoảng 1,1 tỷ đô la nữa để hoàn thiện các dự án còn dang dở. Hồi tháng 1, Thủ tướng Hun Manet đã công bố giảm thuế và cơ chế ưu đãi cho các đơn xin cấp phép nhằm khuyến khích nhà đầu tư giải cứu các tòa nhà ma tại Sihanouk Vinh.
Tuy nhiên, chuyên gia Ki Sirivat thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia cho rằng chính sách này sẽ khó hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Campuchia phụ thuộc nặng nề vào nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc. Năm 2022, Hội đồng Phát triển Campuchia đã phê duyệt khoản đầu tư nước ngoài trị giá khoảng 1,9 tỷ đô la, trong đó 90% từ Trung Quốc. Campuchia còn nhiều dự án tham vọng thay đổi bộ mặt đất nước và phát triển kinh tế nhanh chóng như sân bay quốc tế Angkor, sân bay quốc tế Phnom Penh, đường cao tốc Phnom Penh-Sihanouk Vinh, sân vận động quốc gia Marodok Techo và không ngạc nhiên khi nguồn vốn chính đều đến từ Trung Quốc. Trung Quốc còn cải tạo căn cứ hải quân Dream ở tỉnh Sihanouk Vinh để quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền. Dĩ nhiên, những đồng nhân dân tệ sẽ chảy vào túi các quan chức Campuchia, trong khi người dân chẳng hưởng được gì từ sự phát triển ngoài sự tự hào mơ hồ về việc đất nước đang trở nên giàu có. Việt Nam né bẫy nợ Trung Quốc. Dự án vành đai và con đường của Trung Quốc đã đầu tư vào 149 quốc gia với tổng giá trị lên đến 962 tỷ đô la kể từ năm 2013 cho đến nay. Trong số này, có 44 quốc gia ở khu vực châu Phi cận Sahara, 35 quốc gia ở châu Âu và Trung Á, 25 quốc gia ở Đông Á và Thái Bình Dương, 21 quốc gia ở khu vực châu Mỹ Latin và Caribe, 48 quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi và 6 quốc gia ở Đông Nam Á. Dự án này lấy cảm hứng từ con đường tơ lụa cổ đại, một tuyến đường thương mại nổi tiếng mà thương nhân người Ý Marco Polo từng mô tả là an toàn nhất thế giới. Người dân có thể đeo vàng đầy người đi trên con đường này mà vẫn được bảo vệ an toàn bởi đại hãn từ thời nhà Nguyên. Con đường tơ lụa đã thúc đẩy giao thương và ngoại giao giữa Trung Quốc và thế giới từ thời cổ đại. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai dự án vành đai và con đường, một số nước đã lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nợ và lệ thuộc tài chính, chính trị vào Trung Quốc. Các quốc gia như Ecuador và Chile ở châu Mỹ Latin và gần Việt Nam có Lào, Campuchia cùng với nhiều quốc gia khác đã rơi vào bẫy nợ này. Trung Quốc đã sử dụng dự án vành đai và con đường như một công cụ để mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế tại các quốc gia này. Tuy nhiên, đi kèm với các khoản đầu tư khổng lồ là những điều kiện ngặt nghèo khiến nhiều quốc gia lâm vào tình trạng phụ thuộc vào Bắc Kinh. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn tạo ra sự lệ thuộc về chính trị, khiến các quốc gia này mất đi phần nào chủ quyền và sự độc lập trong các quyết định đối ngoại. Trái với nhiều nước Đông Nam Á khác, Việt Nam đã tiếp cận một cách thận trọng với sáng kiến vành đai và con đường BRI và các dự án 5G của Huawei. Mặc dù ủng hộ về mặt ngoại giao, Việt Nam chỉ thực hiện duy nhất một dự án thuộc BRI, đó là dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Dự án này được ký kết vào năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2016, nhưng mãi đến cuối năm 2021 mới hoàn thành, với chi phí đội vốn từ hơn 500 triệu đô la lên gần 1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam nhận thức được nguy cơ phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và tính mơ hồ về hiệu quả của các dự án này. Do đó, Việt Nam đã từ chối vốn đầu tư của Trung Quốc vào tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai và không tham gia vào việc phát triển hạ tầng viễn thông 5G của Huawei. Thay vào đó, Việt Nam đã đa dạng hóa quan hệ với các quyền lực lớn khác như Nhật Bản và Mỹ. Việt Nam đã chào đón mô hình đầu tư hạ tầng chất lượng cao của Nhật Bản và vừa nâng cao đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, mở ra nhiều lựa chọn hơn cho việc tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án hạ tầng chất lượng cao. Chiến lược này của Việt Nam có thể mang lại bài học quý báu cho các quốc gia khác ở ASEAN trong việc đối phó với sự trỗi dậy và tham vọng của Trung Quốc. Việt Nam khuyến khích hợp tác đa phương với các quyền lực lớn khác thay vì phụ thuộc vào một chủ nợ duy nhất. Với chính sách này, Việt Nam đang trở thành tấm gương cho các nước khác trong khu vực như Lào, Campuchia và Myanmar. Những nước đang tích cực tham gia vào dự án vành đai và con đường cần xem xét lại việc áp dụng các nguồn vốn này và tính hiệu quả của chúng để tránh rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc hoặc trở thành quân cờ trong trò chơi địa chính trị. Bẫy nợ hoạt động như thế nào? Mục tiêu của họ là làm sao để các nước nhỏ hơn này mãi mãi chịu ơn chủ nợ. Mỗi khi chủ nợ cần gì là họ đều phải sẵn sàng đáp ứng. Ví dụ như đặt căn cứ quân sự ở những nơi trọng yếu, bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc, khả năng tiếp cận dầu mỏ và các nguồn tài nguyên với giá rẻ mặt. Chúng ta có thể tóm tắt bẫy nợ ở 5 bước sau. Bước 1. Vẽ ra một tương lai tươi sáng quá mức cho con nợ. Các tập đoàn đa quốc gia có nguồn lực khổng lồ, không liên quan tới chính phủ, thuê các chuyên gia kinh tế uy tín để đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế trong 20-20 năm tới và đánh giá tác động của hàng loạt dự án trọng điểm. Họ khuyến khích các quốc gia mục tiêu vay nợ càng nhiều và đầu tư vào các dự án như nhà máy điện, đường sắt quốc gia hay hệ thống viễn thông để tăng cường thúc đẩy kinh tế, tăng trưởng GDP và việc làm. Bước 2.
ký hợp đồng tài trợ vốn có lợi cho chủ nợ thông qua các tổ chức tài chính toàn cầu và các ngân hàng đa quốc gia. Chủ nợ sẽ tài trợ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la cho các quốc gia đó dưới hình thức cho vay nợ, được đảm bảo bằng khả năng trả nợ từ các nguồn tài nguyên thiết yếu của quốc gia còn nợ. Ví dụ, Lào cam kết dùng mỏ bauxit và mỏ kali để đảm bảo cho khoản vay từ Trung Quốc. Chile phải cấp quyền cho Trung Quốc 57% tổng sản lượng truyền tải điện của cả quốc gia, hoặc Ecuador cho phép Trung Quốc nhận 80% tổng lượng dầu mỏ khai thác được từ mỏ Mirador để đảm bảo khả năng trả nợ. Bước 3. Thực hiện hợp đồng và dần rút tiền về. Trong hợp đồng tài trợ vốn, tất cả các nhà thầu phải được chủ nợ đồng ý. Nếu Trung Quốc là chủ nợ, các trang thiết bị phải mua từ công ty Trung Quốc, nhân công và công nghệ đều phải do Trung Quốc chỉ định. Điều này khiến dự án phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nợ. Bằng cách này, gần như toàn bộ số tiền chủ nợ cho quốc gia kia vay ban đầu sẽ chảy ngược về quốc gia chủ nợ. Bước 4. Đội vốn và kéo dài thời gian. Tiến độ dự án do chủ nợ kiểm soát nên họ có thể viện nhiều lý do để làm đình trệ dự án, làm đội vốn và chi phí hoặc thay đổi công nghệ. Khi chủ nợ nhận đủ vốn, quốc gia con nợ vẫn còn đang dang dở dự án, buộc phải bơm thêm ngân sách hoặc vay nợ để hoàn thành nhiều dự án. Nhiều dự án trong khuôn khổ vành đai và con đường đã bị đội vốn nhiều lần trước khi hoàn thành. Tiền thuế của quốc gia con nợ thay vì được dùng cho giáo dục, y tế và chăm sóc người dân lại phải bơm vào dự án này, kéo lùi sự phát triển của những lĩnh vực khác. Bước 5. Vỡ nợ. Viễn cảnh hoạt động ban đầu quá tươi sáng do chủ nợ vẽ ra khiến dự án không bao giờ có thể tạo ra đủ tiền để trả cho số nợ vay ban đầu. Quốc gia con nợ sẽ mãi mãi phụ thuộc vào chủ nợ. Số tiền đã được rút về thông qua hợp đồng thầu phụ và mua trang thiết bị, nhân công. Quốc gia con nợ giờ đây phải dùng nguồn ngân sách cạn kiệt để trả cho khoản nợ khổng lồ, không bao giờ thoát khỏi bẫy nợ và sẽ luôn phụ thuộc vào chủ nợ của mình. Trung Quốc đã sử dụng chiến lược này để mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát các quốc gia nhỏ hơn, đảm bảo rằng họ luôn sẵn sàng phục vụ lợi ích của Bắc Kinh.